tên là Đinh Minh Quân, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ rồi, à, sau quá trình học ở đây thì anh có cảm nhận như thế nào về cơ sở vật chất cũng như là chất lượng giảng dạy? Cái thứ nhất là chất lượng giảng dạy thì có các thầy cô giáo, nhà thầy, các cơ sở vật chất, cái khang trang mới, nhiều xe để học viên có thể có nhiều kinh nghiệm. Dạ rồi, trong quá trình học thì bạn bè anh em thì có đi lỡ đồng hành thầy không? Mọi người trao đổi, thông tin trao đổi với nhau, như kết nối với nhau, có thể sau khóa học mọi người có thể tiếp tục kết nối với nhau, làm việc chung, hỗ trợ lẫn nhau. Còn về điểm thi đó thì anh thấy là các thầy có hướng dẫn hỗ trợ mình không? Có em, thầy cũng rất nhiệt tình, nhiều cái ở ngoài bài giảng luôn, thì thầy cũng chỉ dẫn cho mình những cái kiến thức mà có thể thầy ra bất thực tế thì thầy cũng chia sẻ kinh nghiệm với mình. Rồi, cảm ơn anh. Trước anh có thể nói chuyện trước là thích hơn, thành công hơn. Cảm ơn em. Em là tên Đại, tên Trung, đấy là mình Bình Chánh. Anh Trang hỏi là sau quá trình học ở đây á, hai anh có cảm nhận như thế nào về cơ sở vật chất cũng như là chất lượng đào tạo của thầy giáo không? Nói chung về cơ sở vật chất thì ở đây đầy đủ cụ và có giảng viên thì rất nhiệt tình, học tới 9 giờ là hết giờ, nhưng mà tới nhiều khi học tới 10 giờ rưỡi là ở lại hỗ trợ mình không sao? Dạ đúng rồi chị, giảng viên vậy rất là nhiệt tình. Dạ. Khi giờ ra chơi thì mấy giảng viên vẫn ở lại để hỗ trợ viên để hỏi ban thêm. Rồi cho anh thêm một câu nữa là trong quá trình học á thì anh em nước mình nó có hòa đồng hay là có hay giúp đỡ nhau? Nói chung là mọi người cũng hỏi lẫn nhau, hỏi thêm mấy thầy. Dạ, lần đầu tiên đó là em xin chào các thầy với lại các bạn học chung nhóm K30. Em cũng rất là cảm ơn các thầy ở đây. Dạy tụi em những cái nhưng mà những cái em chưa biết tới bây giờ thì nói chung là em cũng biết hơn lúc đó rất là nhiều. Em cảm ơn rất là nhiều các thầy đã tận tâm dạy tụi em. Lời cuối cùng là em chúc các thầy sức khỏe. Như hết. Chào mấy thầy và các anh em ở trong lớp chẩn đoán K30 hôm nay. Thì hôm nay đứng đây cũng chưa biết nói gì nữa. Nói chung là cũng cảm ơn mấy thầy ở đây đã bổ sung kiến thức cho em về cái phần chẩn đoán về xe hiện đại. Và em cũng qua khóa học này thì cũng học được rất là nhiều cái mà kiến thức cần thiết cho mình. Và ngoài mấy thầy ra thì em cũng học ở anh Đại. Trong những buổi thực hành thì học với anh Đại thì cũng giúp cải thiện được rất nhiều kiến thức. Dạ em xin hết rồi. Cảm ơn mấy thầy anh em lắng nghe.